Mới đây tại Hà Nội, triển lãm quốc tế về giải pháp văn phòng thông minh, thiết bị, máy và văn phòng phẩm lần đầu tiên được tổ chức. Với 150 gian hàng, triển lãm có sự tham gia của 100 doanh nghiệp đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Ấn Độ, Ba Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam. Các gian hàng được bố trí chuyên môn hóa nhằm tôn vinh đặc trưng, tính ưu việt của từng mặt hàng gồm văn phòng phẩm, thiết bị và máy văn phòng, các giải pháp văn phòng thông minh, nội thất văn phòng, phụ kiện và vật dụng trang trí văn phòng. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hội thảo có chủ đề rủi ro mất dữ liệu doanh nghiệp và cách phòng ngừa và lễ tôn vinh giải thưởng sao sáng thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng. Dự báo trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2029, quy mô thị trường cung ứng và văn phòng phẩm Việt Nam dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 8,37%, đạt giá trị hơn 316 triệu đô la Mỹ vào năm 2029.